Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Camera Hải Nam. Thì ngày hôm nay mình lại mang đến một mẫu camera ngoài trời 360 độ đến từ nhà iMount với chất lượng siêu nét 2K, hỗ trợ quan sát màu ban đêm, cảnh báo chuyển động bằng đèn để hỗ trợ hiệu quả. Và đây là mẫu camera mà mình đang nhắc đến, chiếc iMount Risa SE có mã là S41FB. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, cùng mình đập hộp và review ngay em này nhé. Đầu tiên về độ phân giải thì S41FB sở hữu ống kính có độ phân giải 4M cho ra hình ảnh chi tiết chuẩn 2K với màu sắc hiển thị trung thực. Kết hợp với khả năng nén video H265 giúp bạn lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn, và tuy hình được nén với dung lượng thấp nhưng vẫn đảm bảo giữ được chất lượng hình ảnh 2K khi mà xem trực tiếp. Đặc biệt khi quan sát trên điện thoại thì bạn vẫn có thể sử dụng tính năng zoom kỹ thuật số giúp thu phóng hình ảnh gấp 16 lần, hỗ trợ nhìn chi tiết các vật thể ở xa hơn. Tiếp đến là tính năng quan sát ban đêm. Thì phía trước camera iMount S41FB được trang bị LED hồng ngoại và đèn chiếu sáng, giúp cho camera có thể quan sát được trong tối với 4 chế độ. Thứ nhất là chế độ hồng ngoại, có thể tự động bật lên giúp bạn quan sát ban đêm với hình ảnh đen trắng, tầm nhìn xa lên đến 30m. Thứ hai là chế độ màu, khi mà bạn kích hoạt hai đèn chiếu sáng thì camera sẽ cho phép ghi hình có màu sắc hết sức chân thật. Điều này giúp bạn có thể nhìn rõ chi tiết mọi vật hơn. Tiếp nữa là chế độ thông minh. Thì với chế độ này, iMount S41FB giúp chuyển đổi ghi hình đen trắng sang có màu khi mà phát hiện có người bước vào khu vực quét. Thì điều này cũng giúp hù dọa kẻ gian bỏ đi vì sợ phát hiện. Và cuối cùng là chế độ tắt. Thì bạn có thể chọn chế độ này để mà giảm ô nhiễm ánh sáng. Và vì được thiết kế theo dạng BTZ hỗ trợ xoay 360 độ nên là bạn có thể điều khiển iMount S41 với góc xoay ngang là 355 độ và góc xoay dọc là 95 độ. Giúp bạn có thể quan sát mọi ngóc ngách của khu vực giám sát. Ngoài ra, Risa SE có trang bị tính năng phát hiện dáng người tích hợp cùng tính năng theo dõi thông minh, giúp camera dễ dàng phát hiện chuyển động con người trong khu vực giám sát, đồng thời còn gửi cảnh báo về điện thoại ngay lập tức. Hơn nữa thì trên camera có tích hợp micro thu âm, hỗ trợ ghi lại mọi âm thanh phát ra xung quanh khu vực giám sát. Như vậy là bạn có thể vừa theo dõi khu vực trên điện thoại mà vừa nghe được âm thanh vô cùng chân thật. Có thể thấy thì iMount S41FB là giải pháp giám sát an ninh khu vực ngoài trời tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua. Hiện nay thì mẫu camera này đang được áp dụng khuyến mãi đến 45%, chỉ từ 1 triệu đồng tại Hải Nam. Để cập nhật giá chính xác nhất, bạn có thể click vào link sản phẩm hoặc là gọi đến hotline bên dưới phần mô tả này nhé. Nếu thấy video này bổ ích thì cho mình xin một like, nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.